mặt trời lên lung linh sương mai cỏ suối trên đồi ngân nga ru dòng thác hát nhịp cồng chiêng ngân nga bên lưng đồi đón lùa về làng buôn ta vui hát đêm ngày. Đẹp làm sao bên ánh lửa hồng bập bùng soi ánh mắt long lanh rượu cần trao cô gái ca dòng chàng trai xe đăng vui trong điều mùa giai điệu tình tình bàn làng xa xa cao ngột ngàn mừng ngày vui ánh nắng chứa tràn ngàn vì sao trong đêm trên cao lung linh rọi sáng sang cả núi rừng. Người miền núi tích sống trên cao vời nơi đại ngàn trông tranh bên dòng suối mát. Người miền núi quen với gian lao rồi lưng vài chân đôi chân lang thang trên dãy đại ngàn mặt trời lớn sương mai cỏ suối trên đồi ngân nga ru dòng thác hát nhịp cồng chiêng ngân nga bên lưng đồi đón lùa về làng buôn ta vui hát đêm ngày. Đẹp làm sao bên ánh lửa hồng bập bùng soi ánh mắt long lanh rượu cần trao cô gái ca dòng chàng trai xe đăng vui trong điều mùa giai điệu tình tình bàn làng xa xa cao ngút ngàn mừng ngày vui ánh nắng chứa tràn ngàn vì sao trong đêm trên cao lung linh rọi sáng sang cả núi rừng. Làm sao bên ánh lửa hồng bập bùng soi ánh mắt long lanh rượu cần trao cô gái ca dòng chàng trai xe đăng vui trong điệu múa giai điệu tình tình bàn làng xa xa cao ngột ngàn mừng ngày vui ánh nắng chứa tràn ngàn vì sao trong đêm trên cao lung linh rọi sáng sang cả núi. Mặt trời lên lung linh sương mai cỏ suối trên đồi ngân nga ru dòng thác hát nhịp cồng chiêng ngân nga bên lưng đồi đón lùa về làng buôn ta vui hát đêm ngày. Đẹp làm sao bên ánh lửa hồng bập bùng soi ánh mắt long lanh rượu cần trao cô gái ca dòng chàng trai xe đăng vui trong điều mùa giai điệu tình tình bàn làng xa xa cao ngột ngàn mừng ngày vui ánh nắng chứa tràn ngàn vì sao trong đêm trên cao lung linh rọi sáng sang cả núi rừng.
người miền núi thích sống trên cao vời, nơi đại ngàn trông chênh trông chênh bên dòng suối. Tôi là Trường, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, và lần đầu tiên thì qua một cái dịp làm từ thiện và được anh Bản giới thiệu là loại sâm ngọc linh rất tốt cho sức khỏe, cho nên là lần đó chỉ mang theo có 200 triệu mua được 2 ký thôi, và lần này chuẩn bị hơn 500 triệu ra đây chỉ mua được 4 ký, mua mục đích là về ngâm rượu uống rồi bồi bổ sức khỏe để cho ông bà già và chính bản thân mình. Cho nên là tôi rất là khi được trực tiếp ra đây mua, tôi rất là vui sướng, cảm thấy nó thoải mái, cảm thấy nó cái cảm giác là mình mua được cái sâm nó sâm chính hiệu, cho nên là cảm giác rất là yên tâm, kể cả bỏ ra mấy trăm triệu nhưng mà rất là cảm thấy rất là sung sướng. Với gian lao rồi lưng vài chân đôi chân lang thang trên giấy đại ngàn, mặt trời lên lung linh sương mai cỏ suối trên đồi ngân nga ru dòng thác hát, nhịp cồng chiêng ngân nga bên lưng đồi đón lùa về làng buôn ta vui hát đêm ngày. Đẹp làm sao bên ánh lửa hồng bập bùng soi, ánh mắt long lanh rượu cần trao, cô gái ca dòng chàng trai xe đăng vui trong điều múa giai điệu tình tình.